trời. À ra. À, lọc đen bị gì trời, trời luôn. Ai à. Bị cái gì vậy trời? Má, má, má. Má, má bị cái con gì dậy trời? Đéo tin được luôn á trời. Má đéo tin được luôn á trời. Đọc thờ luôn á, đọc đang bị con gì vậy trời. Má. Bị cái gì vậy trời? Má, má, má. Má, má bị cái gì dậy trời? Đéo tin được luôn á trời. Đó là câu nói được lặp đi lặp lại, bảo chữa cho thực lực hiện tại của nhà vua. Một câu thôi anh già thật rồi dơ dốt à. Má, ta đang cày nha. Nè, bà hẹn trời. Đéo tin được luôn á. Mẹ, nó bị cái gì trời. Má, để luôn được hôn đi người luôn đó trời. Má đéo tin được luôn á trời. Ở đây chúng tôi muốn xem bằng kỹ năng chứ không muốn xem bằng sức khỏe. Mà ông tập gym không mà đập khỏe thế. Má. Má đéo tin luôn trời. Mình đang bị gì nhập đi trời. Làm lại cái pha dập củ trỏ vào bàn phím. Donate 500k. Chiều đó xem mãn đôi nhãn thật. Má. FPT Telecom đã rescan 5.000 đồng. Không ngừng đổi mới, liên tục sáng tạo và luôn tiên phong mang lại cho khách hàng các sản phẩm đổi bàn mới, tai nghe mới, chuột mới tại FPT Shop ngay hôm nay. Lão phải có cảm giác trở lại anh em ơi. Nhận kèo dập củ trỏ dập lên bàn phím không? Donate 500k. Má. Xong nha. Em này đi trở lại rồi. FPT Telecom đã rescan 5.000 đồng. FPT sở hữu hạ tầng viễn thông phủ khắp 59 phần 63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường. Voucher ZEROS để được hưởng ưu đãi đập bàn này, ta thay bàn mới cùng với FPT Shop má. Binh cái con mẹ mày chứ binh. Tắm mày chết mẹ rồi bây giờ đó. Có một chút. The Joy Di Dòng đã rescan 5.000 đồng. Đây là một dịp rất hiếm có để dinh về các sản phẩm công nghệ chất lượng cùng mức giá ưu đãi nhất. Nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ chủ nhé. Tôi đập cái bàn chứ không làm cái lót. Đập bàn phím không có ngu.
trời má, thua luôn rồi mẹ nó cay vậy má. Nó ban đầu bị con gì nó nhập tới trời. Ây da, ban đầu bị con gì nó nhập tới trời má, má nó cay quá. Để thua trong con kim cương này chứ, do này gặp tao ngay sau đi mẹ mày. Má, 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 má đã rescan 5.000 đồng. Má, 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 má. Chó Akali đánh thì ngu, bóp như con chó vậy đó. Xong rồi nó binh, nó chửi. Bằng 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 đã rescan 5.000 đồng bằng. Bằng 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 làm tí ma dương để lấy lại cảm giác nào. Bằng 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 Dương hư mẹ luôn rồi. Mày Dương hư mẹ luôn rồi. Ma vương vì thế mà cuộc đó muốn vượt tôi khó sâu biết bao nhiêu công lao. Mi nát mày sức mơ hay sẽ có đại diện giờ ta sáng như là ông sao luôn đặt tập thể lên hàng đầu để được thành công tức là tương thế trong tao không. Bây giờ ai cản tao? Đã rescan 5.000 đồng đánh như con mà cứ ma đẩy em này đi. Ma vương đánh như con lò. Đây là cái shop ma vương mà lòng bái tạo đây. Thì là có rất nhiều cái gọi là uy tín. Ai có nhu cầu thì mua ủng hộ shop ma vương nha. Game này lên găng tao nữa đi. Game này lên mẹ làm khó tao đi. Thợ sửa ống nước đã rescan 5.000 đồng. Mày đánh thì mày lo mà đánh đi, thể hiện đi la la nói cái gì? Má. Mày tính làm đà bầu hả? 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 Thiếu Bùi đã rescan 10.000 đồng. Kênh này là kênh kỹ năng hay tấu hài vậy mọi người? Mày tính làm đà bầu hả? Hả? Mày tính fit to win hả? 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 Con với mày nha mày. Mày muốn fit to win đúng không? 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 Con mẹ mày tính đà bầu với ai vậy? Nè, nè. E một cái rồi dí cái má mày đi nè, đúp nè, nè, dí lên quý quý quá. Để lập coi đờ bầu làm sao? Để lập coi thằng con mẹ đờ bầu làm sao? Để lập coi thằng con mẹ đờ bầu làm sao? Mày đờ bầu đi. Đờ bầu đi. Đờ bầu đi. Đờ bầu. Giết đi lại xin. Mặt trước đủ đủ. Cho tụi acid cái giết, cho tụi acid cái giết, giết cho tụi acid cái, cho tụi acid cái giết, giết, giết. Rồi. Hello Lock Lock nhớ tê cô. Nhớ nha. Vu Tao Sống đã rescan 5.000 đồng. Phải nói anh là một người có thực lực và sở hữu những phẩm chất cao quý khác mà không những ai cũng có. Anh khoác lên mình chiếc áo mang niềm kiêu hãnh mãnh liệt, nhưng anh lại chính cơ thể anh chi phối và dần dần bị chìm sâu dưới đáy của sự lầm than và suy xét. Em mong một ngày anh sẽ tìm lại con người. Bây giờ anh là con chó hả? Có tôi không? Người tin em, hãy chiến đấu vì mọi người, đặc biệt là vì thầy ba. Đéo biết là thật sự là nó thật sự là nó có tính toán không hay là nó chết ngu vậy trời. Mày ta lẻ thì ta lẻ mày luôn nè. Chết đà bầu đi.
6 đã rescan 5.000 đồng. Cố lên anh Lộc ơi, còn thở là còn làm lại được, giờ anh chỉ hạ cái tui của mình xuống thôi. Bình tĩnh mà xử lý những pha đúng lúc đúng thời điểm, em tin rằng anh sẽ làm được mà, cố lên anh Lộc. Cảm ơn em nhà 66. Đến kè chết mẹ nó. Kè nè. Đã bao người ta còn nhìn mặt lính, người ta đứng sau trụ và núp trụ. Dễ thương ghê chưa? Đã bao kiểu này quê à nha. Bao. Cho bao đủ à. Tao lên sách, một mạng là 4 sách. Giết nó, theo nó. Cho tôi sách. 4 sách cho tôi. Cho bao, thường ta lấy trụ đầu. Thằng này bị lấy trụ đầu. Qua này. Rồi, dí nó một cái cho nó gọi ở đây. Rồi, hướng đê đợi mày nè, chuẩn bị nè, qua này tới nè. Dí nó đi. Dí nó. Bốn sách cho tôi. Rồi. Qua này. Qua này. Rồi, đồ bâu này hơi lạ nghe. Yeah. Rồi. Thảm lửa nè, cái này không phải là thảm lửa thường nữa mà thảm lửa chữ L ha. Chọn hấp chọn luôn. Ta lên top đép cái trụ luôn rồi đánh hai nhịp còn miếng máu luôn. Rồi, hú bà Hà luôn. Gồng đi. Cho mày gồng luôn. Thật sự bây giờ phong độ anh không còn như trước, nhưng ngày hôm nay anh đã đưa em về năm 2018, nơi anh top 1 DM bằng cả trái tim và tấm lòng. Em chúc anh mạnh khỏe để tiếp tục versus đam mê. Cảm ơn Top God Việt Nam Zero. Cảm ơn em nha ba. Lộc nghĩ bây giờ là không có còn như trước nữa, tại vì trình của Lộc nó kiểu thời gian nó tàn nhẫn quá. Lộc cũng nhiều lúc Lộc cũng tuổi hơn lắm, nhưng mà cũng đâu đó có 333 là những cái nguồn động lực của Lộc. Cảm ơn nha. Chết luôn chưa? Phải liền nè, truy kết nè. Trời đất, tôi hả? Ê! Kala đã rescan 10.000 đồng. ZEAOS đánh quá hay trên tầm chuyên nghiệp VC Riot xếp vào hạt giống Global Best Academy National hay... Thôi, đã rồi. Đã mày ơi. Theo nó. Enemy double kill.
ma vương. Vì thế mà cuộc đó muốn vượt tôi khó sâu biết bao nhiêu công lao. Mi nát mày sẽ mơ hay sẽ gót đã chân giờ tao sáng như là ông sao. Luôn đặt tập thể là hàng đầu để được thành công tất là tưởng thấy trong tao. Không mang thú vinh quen ích kỷ chấp nhận tôi về sau để làm trọn để làm cao nè. Wow, this box Việt Nam cả thế giới. Lời đáp trả đến từ FBTC.